Sau đây là kết quả xổ số Bình Thuận thứ 5 ngày 1 tháng 12 năm 2022. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8, 9. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6624, 4878, 6633. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7646. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7318, 92235, 14711, 95385, 93994, 04986, 17171. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 38820, 93115. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85805. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 75166. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 210867. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 210867.